Bằng là khi đăng ký nhận 100 đô nha tất cả các bạn, thì mình đã cây mình đã nhận được 100 đô KYC trong vòng 2 tiếng đồng hồ là nó về cả nghe các bạn, là nó hiện các bạn 100 đô chỗ này nè, mình cập nhật thông tin cho các bạn thôi. Đây thì sàn này thì các bạn vào thứ hai, thứ tư, thứ sáu các bạn vào dôm có khoảng lúc 8 giờ 8 rưỡi, ai đăng ký đường link với mình thì nhớ IBAN cho mình các bạn, đặng mình tới đó mình đưa cái ID cho các bạn join vào phòng join, đặng nghe lệnh nghe các bạn. Thì 100 đô này các bạn rút không có được nha các bạn, các bạn chỉ đánh lãi thì ăn thôi các bạn. Thì lãi một ngày khoảng 2,5% là các bạn khoảng là được 2 đô gửi đó cho một lần đánh đó. Thì min rút 100 đô này mình, tại vì mình không có đủ min rút các bạn, min rút thì nó tới 1.000 tới 2.000 đô thôi. Còn đây thì cái đồng mình nhận được cái này thì mình có chuyển nội bộ hoặc mình bán nha các bạn. Các bạn join vào nhóm đi, có nhiều người mua lắm, hoặc để mình hoặc chừng nữa có gì mình mua thu mua cho các bạn, các bạn hiện giờ mình đang tìm hiểu thêm cho kỹ càng một chút nữa các bạn. Đây thì để mình dịch qua tiếng Việt cho các bạn coi, thôi tiếng Việt khó hơn nữa. Đây thì mình hướng dẫn cho các bạn cập nhật lại cho các bạn KYC nào chưa thành công, mình hướng dẫn lại các bạn bấm vào Mi Blue File này các bạn. Thì thông tin mình có hướng dẫn rồi, nhưng mà có một cái bức ảnh này nè các bạn lưu ý nha các bạn. Các bạn chụp một cái bức ảnh cầm giấy chứng minh nhân dân mình cho đúng nha các bạn. Rồi các bạn post lên Zalo của mình rồi các bạn tải về, tại vì cái bức ảnh này nó tối đa là được cho phép là 30 nha các bạn. Rồi đây thì có một transfer pro, đây mình kiếm cái đường chuyển nội bộ xong các bạn. Block đây mình dịch qua tiếng Việt. Các bạn đăng ký sớm đi các bạn để nhận được 100 đô miễn phí nha các bạn. Thời gian có hạn nha các bạn. Thương mại điện tử, ví tiền, thông tin hoa hồng, báo cáo, xuất huyết độc khẩu. Đây thì ngày mai mình sẽ hướng dẫn cho các bạn rút tiền và chuyển tiền nội bộ nha các bạn. Đây là chuyển khoản nè. Các bạn bấm vào nút chuyển khoản nè. Đây thì các bạn bắt địa chỉ email của người nhận vào, rồi các bạn chọn muốn chuyển vào wallet. Thôi cái này thì mình để mình tìm hiểu sau nha các bạn. Rồi các bạn bắt địa chỉ vô nè. Người này nhập số đô nè, bắt địa chỉ dí vô nè. Người nhập mã bên code bấm transfer nè. Sao mình chuyển qua tiếng Việt mình không biết chứ ta. Thì chơi gì nữa, các bạn bấm vào mục exchange nè. Đây thì có buy sell tăng giảm nè các bạn. Rồi giờ đóng cửa rồi. Wallet room. Chỗ này nó mở cửa vào 9 giờ. Vào ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu, một ngày một tuần mình chạy 3 lần nha các bạn. Và mình thông tin ban nào mà chưa đăng ký thì đăng ký cho đi các bạn, để mình làm một cái video cập nhật cho các bạn chuyển tiền nội bộ và nạp tiền này nọ nữa các bạn. Tại vì mình mới đăng ký xong mình quá mừng mình làm video luôn. Vậy chào tạm biệt tất cả các bạn. Mọi thắc mắc gì không hiểu các bạn để lại comment dưới mình trả lời cho các bạn, mình hỗ trợ các bạn tất cả. Vậy chào tạm biệt tất cả các bạn nha.